Xin chào tất cả các bác. Trong cái video của ngày hôm nay thì Xúc Kiên Trung đang dọn kho và bán xả một số các mặt hàng giá rất là hợp lý để cho các bác chơi. Đầu tiên là một cặp loa mà của hãng Yamaha các bác nhé. Con này có cái model là IANS451. Loa thì đẹp các bác nhé, loa rất đẹp. Thùng thì có sứt mẻ. Đó. Đây là chiếc thứ nhất. Có sứt mẻ. Đây, vẫn còn rất là nhiều bụi ở sau. Con này là Yamaha 451. Những dòng này thường là nó sẽ liền kề series 8 ôm này. Công suất là đáp ứng đầu vào là 25W. Bát 20 các bác nhé. Đây. Cặp này còn khá là đẹp. Tiếng dòng này thì rất là hay các bác nhá, vì nó một cái bát 20 và một con chép Yamaha NS451 không có lưới, lỗ thừa đằng trước có tinh chỉnh. Cặp này thì giúp em để cho các bác với giá dọn kho 1,5 triệu đồng, 1,5 triệu đồng cho cặp loa Yamaha NS451. Cặp loa số 1. Quay một vòng nữa cho các bác xem. Đó. Lau chùi đi thì cũng còn khá đẹp. Không bể lở gì đâu. Chiếc này nó là series là 417. Con này series là 418. Cặp loa thứ nhất 1,5 triệu đồng. Cặp loa số 2. Cặp loa số 2. Đầy đủ ê căng. Loa 3 đường tiếng. Màng carbon các bác nhá, màng carbon. Công kiềng còn đẹp. Màng carbon 3 đường tiếng. Đấy, 3 đường tiếng các bác nhá. Bát 23. Bát 23 góc cạnh còn đẹp. Góc cạnh còn đẹp. Đó. Của hãng Aiwa, sản xuất tại Japan, công suất là 60W trở kháng 6 ohm. Thùng vách đẹp. Đó. Thùng vách đẹp. Mất một cái cầu loa ở bên trái. Cái này thì bác thò dây đấu thẳng vào là được. Nó cũng chả quan trọng lắm. Cặp này thì giúp em cũng để cho các bác với giá là 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu đồng. Cặp loa số 2, cặp loa Aiwa. Kích thước thùng thì em cũng nói luôn là kích thước thùng thì những cái dòng này thì nó rộng tầm khoảng độ 26 đến 28 cm, cao khoảng 50. 48 50, có cặp cao 55. Rất là các bác cứ lấy cái bát các bác cái chiều cao ra thì các bác nhìn thấy những cặp loa này rất là vừa phải, dễ bày dễ đánh, âm đi nào đánh cũng được. 1,5 triệu đồng cho cặp loa thứ hai, cặp loa Aiwa. Cặp loa thứ ba là cặp loa của hãng Victor, có cái model là GS6. Cặp này thì đầy đủ lưới các bác nhé. Một bát 20. Một con chép giấy. Rất là đẹp luôn. Cặp này thì đầy đủ lưới và còn rất là đẹp luôn. Góc cạnh. Dùng thùng gỗ lạng rất là đẹp luôn. Mặt cây đít cây luôn. Con này là GS6 này. Trở kháng 8 ôm, công suất là 40W. Đấy, cầu loa đầy đủ. Hoạt động tốt. Nói chung cặp loa đẹp. Cặp này thì em cũng bán đồng giá 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu đồng, quay lại lần nữa để cho các bác xem. Nhấc thấp xuống, nhấc thấp xuống. Rồi. Góc cạnh rất là ok luôn. Rồi. Đây là bụi nhá. Đây là bụi. Lau cái hết ngay. Lau cái hết ngay.
1,5 triệu đồng. Bên em bao zin bao xịn và hoạt động hoàn hảo. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Cặp số 3 Victor JS6 đẹp, thùng quách đẹp, đầy đủ căng lưới, giá 1,5 triệu đồng. Tiếp tục là một cặp loa đến cặp loa này là đến từ hãng Sony, ba đường tiếng BAT25. Đấy, BAT25. Nó có model là Sony Carbon SS2250. Em lấy cái thước để đo chiều cao cho nó chính xác. Cặp này thì còn khá đẹp, góc cạnh ok, đầy đủ căng lưới. Chiều cao là bao nhiêu đây? Chiều cao là 68. Chiều rộng là 35. Chiều sâu là 28 cm. Đó. Loa rất là đẹp luôn, một chép còi này. Một con chung giấy đây. Và một con bát 25 màng giấy gân vải. Rất là mềm. Độ động rất là tốt luôn. Đó. Cặp loa này nó là cái mũi mũi vải. Với mo một tí bên em hút cái là nó ra ngay. Mũi vải. Góc cạnh đẹp. Góc cạnh đẹp. Thùng hơi chóc tí đằng sau. Thùng hơi chóc một tí sau nhé. Sony SS2250. Cặp này thì để cho các bác với giá cũng rất là tốt luôn. Giá chỉ có 1,9 triệu. 1,9 triệu cặp này nhá. Bát 25 bao ơi. Ba đường tiếng thùng cao 68. Rộng 34-35 cm. Con này là công suất là quay lại xong có công suất cho các bác xem nào. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 50 W cho một chiếc. Đấy, thùng nó bị một chút như này em bán xả luôn. 1,9 triệu cho cặp loa Sony SS2250M. Một chép còi này. Đấy. Chung giấy này. Nói chung là còn khá là đẹp, zin tuyệt đối luôn. Đây là cặp loa số 4. Bỏ cặp đấy ra, đưa hai cặp kia vào trước. Cặp loa số 5 là một cặp loa BAT30 của Pioneer. Đấy, BAT30 của Pioneer. Màng FB luôn. Màng giấy này. Gân cao su zin của nó luôn các bác nhé. Gân cao su zin của nó luôn. Con này có model là Pioneer CS810. Con này thì tuyến loa thì ok. Thùng thì có bể nở, thùng xấu. Đó. Bát 30. Một con trung khế. Và một con chép khế. Đầy đủ cái tinh chỉnh cho cái giải cao. Loa thì không có lưới. Đó. Có lưới các bác nhá. Có lưới, có đầy đủ lưới. Đầy đủ lưới tem mác. Đó. Đầy đủ lưới của nó đây, rất là đẹp luôn. Lưới đẹp, tem mác đầy đủ. Chiếc này thì nó hơi bị hở thùng đây. Cái này thì các bác về cứ cho một tí bột đá và cho keo con voi vào là ok luôn. Đằng sau này thì đây, tình trạng như thế này. Em sẽ bán giá cực kỳ tốt luôn. Đây, cầu loa nó mất cái ấn chấu này thì các bác về đấu dây ra, mở hẳn ra, đấu dây thẳng ra khỏi phải chấu gì cả, bắt càng chặt. Đó. Bát 30 Pioneer nhá, loa zin đảm bảo tuyệt đối luôn các bác. Đây là chiếc thứ nhất, bát 30 màng FB.
CS810. Đây, chiếc thứ hai cũng vậy, cũng khá là đẹp luôn. Tuyến loa thì em bao zin, bảng loa không cấn, không ngóp, không rách. Đó. Chỉ thùng là xấu thôi. Bán cái giá này thì coi như là tặng thùng luôn. Bác nào không quá quan trọng về hình thức của cặp loa như thế này thì xài cặp này. Về mông má, tự mông má tuốt toát đi một tí thì rẻ được 1/2 tiền. Cặp loa này thì ngày hôm nay em bán cặp loa Bát 30 PN CS810 này với cái giá chỉ có 3,7 triệu đồng. 3,7 triệu đồng các bác nhé, đầy đủ căng lưới. Đầy đủ lưới nhá, và lưới này 3,7 triệu cho cặp loa Pioneer CS 810 Bát 30 màng FB công suất 60W, trở kháng 8 ohm, con này cũng rất là dễ đánh này. Rất dễ đánh luôn. Rất đẹp luôn, tuyến loa rất là đẹp luôn. Đây là cặp loa số 5. Và tiếp theo là cặp loa số 6. Cặp loa số 6 là một cặp loa của hãng Optica. Optica. Nói chung là đẹp, con này đẹp. Thùng vách ok hết. Xi màu gỗ. Bát là 25 cm. Đó. Trở kháng 8 ohm, công suất là 50W một chiếc. Cầu loa này vẫn bắt được nhưng nó hơi sọc sạch một chút cho các bác nhé. Loa thì gồm có một bát thật 25, một bát cộng hưởng 25 và một con chép giấy. Con này cũng đầy đủ lưới nhá, đầy đủ lưới, lưới đây. Em nhấc trước kia lên đây luôn. Con này thì rất là cao to. Em đo kích thước để cho các bác xem là mình bày được cái không gian nào. Chiều cao của cặp này là 76. Rất là to nhá, cao nhá. Rộng là 37. Và sâu là 31 cm. Cặp này thì em cũng bán ra xả luôn. Giá chỉ có 1,9 triệu đồng, 1,9 triệu cho cặp loa này các bác nhé. Optica đó. Model là 1510, bao zin bao xịn, hoạt động hoàn hảo, tất cả những cái này là em chưa vệ sinh. Và em có một vài cái cặp bát mà tháo thùng ở đây, đây em có cái cặp vỏ thùng của Sony G4 nhá. Sony G4 đầy đủ phân tần bông, đầy đủ chạm loa đó. Các cái nút là đầy đủ hết. Thùng còn khá là đẹp. Đây, các bạn nhìn bông mới chang. Dây từ cái phân tần ở phía sau đầy đủ hết nhá. Cặp này nó là bao quay. Khá là đẹp luôn này. Đó. Góc cạnh đẹp. Đó, đầy đủ chạm loa các bác nhé. Chạm loa phân tần vỏ thùng. Các vỏ thùng này thì em bán với bác nào lấy thì em để cho các bác với cái giá chỉ có 700.000 thôi. 700k cho một cái vỏ thùng này đầy đủ phân tần. Phân tần chạm loa các tinh chỉnh. Giá này thì các bác đi đóng thì chắc chỉ được đi đóng loa chắc chỉ được một chiếc, mà loa mình đóng thì nó không thể nào được như thế này. 700.000 cho cặp vỏ thùng Sony G4 không lưới nhá các bác nhá, nói luôn là các bác là không có lưới và đầy đủ phân tần. Đó. Thùng vách đẹp chỉ có 700.000 thôi.
Đây là cái cặp loa cuối cùng. Và ngày hôm nay thì em có hai cặp bát rời. Hai cái cặp bát tháo thùng đây. Một cặp thì đẹp, còn một cặp thì nó bị lỗi. Toàn cũng hàng đình đám cả. Đây là cặp bát của Sony G4. Bát 25. Màng giấy gân vải. Đẹp, bao đẹp, zin. Hoạt động hoàn hảo. Đó. Củ nó còn vàng óng này. Bát 25 nhá. Bát 25. Sony. Rất là đẹp luôn. Xứng đúc luôn. Made in Japan luôn. Bát 25 cm. Cặp này thì em để cho các bác với giá chỉ có 1,2 triệu đồng thôi. 1,2 triệu đồng cho cặp loa bát của Sony. Bát 25 màng giấy, gân vải, zin tuyệt đối, đẹp xuất sắc luôn. 1,2 triệu đồng cho cặp loa Sony bát 25. Và cuối cùng trong ngày hôm nay thì em có một cái cặp bát của Pioneer. Đấy, cặp bát của Pioneer thì cặp này dựng lên, dựng lên. Dựng lên này. Đấy, cặp này là cặp của Pioneer S701 bát 32 cm màng carbon. Đó. Màng carbon các bác nhá. Em này thì có xưng đúc viền khối cực kỳ gấu luôn đây này. Đó. Cực kỳ gấu luôn. Tuy nhiên là vì là nó bị vỡ cái màng. Em để cho các bác với giá rất là tốt. Các bác về thay màng. Thay màng đi thì nó chỉ mất 200-300 thôi. Đó. Các bác nào không quá quan trọng về cái độ zin. Đảm bảo cái loa này là vẫn hoạt động hoàn hảo bác nhá, vẫn kêu nhá, không phải cháy nổ gì đâu. Và đây là chỉ cái màng này là nó vỡ này. Trước này bị vỡ toang này, gân vải vẫn còn này. Trước này thì bị nứt này. Đó, nứt tí này. Các bác về có thể thay cái màng, bây giờ thị trường rất nhiều các loại màng giống như này. Đó. Cái dòng này thì rất là gấu luôn. Cặp loa này mà trên thị trường thì lúc nào cũng 12 13 triệu đồng với cặp loa S701 này. Đó. Ngày hôm nay thì em để cho các bác với giá rất là tốt luôn. Cặp bát 32 này. Em để chỉ có 1 triệu đồng thôi bác nhé. 1 triệu đồng cho cái cặp loa bát Pioneer bát 32 màng bị vỡ, về các bác thay màng khác vào là ok, còn em bao zin bao xịn tuyệt đối luôn. Trên đây là một số cái mặt hàng mà ngày hôm nay Xúc Kim Trung muốn thanh lý xả kho để cho các bác tham khảo. Tất cả các cái giá trên thì không bao gồm phí vận chuyển. Mọi chi tiết thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kim Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Với những cái mặt hàng nhỏ nhỏ và thanh lý như này thì các bác vui lòng chuyển khoản cho bên em, chuyển khoản hết luôn. Bên em luôn cam kết những cái mặt hàng này là bao zin bao xịn, chưa qua sửa chữa, chưa chỉnh sửa. Sai thì bên em đền tiền chứ không phải là hoàn lại tiền nữa các bác nhé. Video của ngày hôm nay Xúc em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.